cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
chúng cùng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Vạn Pháp Quy Tâm Lục, chương 5, Giáo Thừa Sai Biệt, đến đoạn nói về chuyển tám thức thành bốn trí, và sau đó có sự tương quan giữa bốn trí và ba thân. Từ bốn trí, tám thức là gồm có cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm phần đầu, gọi là tiền ngũ thức. Chúng tôi nói tắt chỉ nói căn mà không bỏ bớt chữ thức cho đỡ rối ha. Giống như mắt thì biết thấy, tai thì biết nghe, mũi biết ngửi mùi, lưỡi biết nếm vị, và trong cái Ngũ Đăng Hồi Nguyên có giới thiệu thêm là lưỡi biết nói bàn. Đó, khi mình nói năng bàn luận từ cái lưỡi. Và thân thì xúc chạm. Xúc chạm là sao? Lạnh nóng, cứng mềm, thân nó đau nhức vân vân, chúng ta đều có cái biết ở trên đó. Thì cái năm cái biết đầu tiên, thức có nghĩa là biết. Năm cái biết đầu tiên thuộc về phía trước. Phía trước mà mình có thể thấy được mặt trước nè, hay là cái tiền này cũng nói là được kể ra trước. Tiền ngũ thức, năm thức trước. Sau đó là thức thứ sáu, là thức phân biệt. Sau khi thấy rồi thì chúng ta liền có sự phân biệt màu sắc, rồi thể loại, rồi nhất là phân biệt có thích hay không thích. Đó, cái đó nó nằm ở phân biệt của thức thứ sáu. Nhưng mà để có cái sự phân biệt này, ưa thích này, đầu tiên phân biệt của thức thứ sáu là phân biệt hai bên thôi. Giống như màu sắc rõ ràng rồi, nhưng mà cái mà thích hay không thích đó, tôi nghĩ nó thuộc về thức thứ bảy. Thức thứ bảy cho nên nó liên quan tới cá nhân mỗi người, do một cái điều kiện hiểu biết, do một cái điều kiện kỷ niệm gì đó. Có nhiều khi tự nhiên mình thích cái loại hoa đó vì kỷ niệm mình đã được tặng hoa đó, hay tự nhiên mình ghét cái chuyện đó là vì trong cái kỷ niệm mình, cái chuyện đó nó liên quan tới cái không vui của mình. Rồi trong món ăn tôi thường thí dụ mặn ngọt, mình thích đôi khi nó không phải công bằng vì nó ngọt, mà mình thích hay mặn hay mình thích, mà mặn ngọt nó liên quan tới sức khỏe. Sức khỏe đó là thức thứ bảy. Và thưa đại chúng, có một cái vi diệu là sự nhớ nghĩ. Đối với mình, cái nhớ nghĩ của một đời là mình thấy đã vi diệu rồi. Có những kỷ niệm đẹp, sâu sắc. Thí dụ chúng tôi có kỷ niệm đối với ông ngoại tôi. Và khi ông ngoại chết, hình ảnh nó vẫn còn nhớ rõ. Và đặc biệt nữa, trước khi ông ngoại chết thì thường tôi được đi chơi với ông ngoại. Hình ảnh đó sâu đậm lắm.
Nhưng mà sực nhớ mới giật mình, lúc đó mình chưa đi học. Thì khi nhớ mình chưa đi học mà mình đã có kỷ niệm còn nhớ rõ như vậy, thì mình biết trước 5 tuổi. Mà nó đậm nét, mà nó luôn ảnh hưởng tới phong cách của mình sau này nữa. Tại vì khi ngoại đi như vậy thì đến nhà một người bạn, và nhà ở người bạn đó có những vị ở đó rất là thương mình và tác động lên cái hiểu biết, lên cái ý thức của mình sau này. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói rằng, và cái nhớ đó nó nằm ở đâu, nó nằm thức nào? Nó không phải ở tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức chỉ thấy thôi chứ nó không nhớ. À, mà cái phân biệt nó cũng không nhớ, và chấp ngã nó cũng không nhớ. Nó có một cái năng lực giữ gìn và nhớ nghĩ và giữ gìn luôn, nằm ở thức thứ 8. Đó. Và đôi khi chúng ta lại cũng ngạc nhiên, như tôi đã từng chia sẻ, có chỗ giới thiệu bạch tỉnh thức là thức thứ 9. Thì thức 9 là sao? Thật ra đó là thức thứ 8. Sau khi vì cái thức thứ 8 đó, nó chứa luôn nhiễm và tịnh. Khi nó nhớ hết. Mình làm những điều lành nó cũng nhớ, mà làm những điều không tốt, ác, sân si phiền muộn nó cũng nhớ luôn. Cho nên gặp một người mình nhớ, mình với người đó có giận nhau. Rồi gặp một người mình nhớ, người này có giúp mình, vân vân. Nhớ hết vui buồn, không có lựa chọn. Như một cái kho, mình đem gì thì nó cất cái đó thôi. Chứ quyền lựa chọn là ai? Từ phần đầu. Mình không lựa chọn mà mình đem vào là nó chứa hết. Cho nên cái chỗ này nó rất quan trọng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên ai có duyên đến với đạo tràng mà không tu thì người đó rất là uổng. Đạo tràng như một cái nơi của ánh sáng trí tuệ, và luôn cả ánh sáng của từ bi nữa. Mình tu bằng cách nào? Mình nghe, mình hiểu và mình phải làm. Mình làm với ai? Quý vị điền vào cho nó có hiệu quả. Nó cũng vô tàng thức quý vị đó. Còn ngồi ngồi vậy cái nó im im, nó không có vô mạnh đâu. Ừ. Khi mình thực hành với ai? Với người nào đang đối diện, với hoàn cảnh đang đối diện. Mình đều đem tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mình ứng dụng. Đáng lẽ là trường hợp này là mình thanh toán rồi đó. Mình cự liền đó. Mình bực, mình giận liền đó. Nhưng nó thôi hôm nay đổi cách, đổi cách. Thì mình thay đổi. Nó giống như khi mình làm bếp vậy. Hồi xưa mình nấu nó vụng về lắm. Mà nghe ở trong YouTube kể cái cách nấu ăn rất ngon, rất gọn. Mình có bắt chước không? Bắt chước thì phải bỏ cái kiểu cũ của mình. Lụm thụm lâu mà nó dở muốn chết, không ngon. Tu cũng vậy. Kiểu đó là kiểu vô minh. Thì tại sao mình không đổi? Thay vì vô minh mình đổi thành cái gì? Quý vị thông minh điền vào thử nè. Ngoài vô minh là trí tuệ, nó thành vô minh thay bằng vô ngã, vô sanh chẳng hạn. Mình thử thôi. Coi bây giờ trường hợp này sao là vô ngã nè. Sao mà không còn vô minh mà đổi nè. Mình thí nghiệm giống như vô phòng thí nghiệm vậy. Nếu quý vị nào có cái chút xúc cảm khi trong thời gian học trung học vào phòng thí nghiệm mà mình còn giữ được cái cảm xúc đó, thì tôi nghĩ rằng người đó tu thành công. Người đó sống ở đời cũng thành công. Không biết quý vị có cảm xúc không? Khi vào phòng thí nghiệm thời trung học tôi rất cảm xúc. Và luôn cả khi lên đại học được trực tiếp vào phòng thí nghiệm để thực hiện cái bài học của mình đầy cảm xúc. Vi diệu. Thí dụ cái chất gì đó ha, nó đi giác xít cái nó ra màu gì, đố quý vị thuộc bài. Nó ra màu gì? Nó ra màu hồng. Nhưng mà rồi nếu mà bỏ cái chất sút ha, thì nó ra màu xanh. Đó, cho nên bỏ cái chất này vô mình biết đó là axit. Và nếu đã là axit chắc chắn nó sẽ phản ứng hóa học nó ra màu hồng. Rồi nào là chất kết tủa chẳng hạn.
Thì đây nè, mình thấy trong cuộc sống nè, bây giờ người đó nói mà nói nặng đi, mình làm sao mà mình vô ngã trong cái giai đoạn này? Làm sao mình thực hiện được cái giải thoát trong khi gặp cảnh như thế? Tôi cũng khoe với đại chúng nha, nhìn như vậy chứ đời tôi vất vả lắm. Có lần tôi phải đối diện một cái người mà rất giận, họ rút súng ra đó. Mà mình rất là tốt, mình rất là dễ dàng trong hoàn cảnh rất là khó khăn của thời cuộc. Người ta đến để nhận một số tiền rất lớn, mình là người xét duyệt đầu tiên để chấp nhận cái chi đó, nhưng mà mình thấy không đạt yêu cầu. Nhưng nếu mình mạnh tay hủy cái hồ sơ này, trở ngại cho người ta, mà trở ngại luôn, quan trọng hơn là vấn đề chính trị, vấn đề quân sự. Cho nên mình rất dè dặt, cẩn thận. Chỉ đề nghị vào gặp cặp sếp lớn hơn mình thôi để ông quyết định. Còn nếu mình quyết định đây thì ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm, một món tiền quá lớn và thiếu điều kiện. Có vậy thôi á mà họ nổi cơn lên. Mình phải rất bình tĩnh, bình thản, bình tâm, vân vân. Và tôi phải tiếp xúc như vậy khi còn trẻ. Cho nên khi vào đạo cũng gặp nhiều cảnh khủng bố lắm đó, chứ không phải vừa đâu thưa thầy chúng. Khủng bố bằng cái tâm niệm vui buồn của người chung quanh. Có khi không phải một người đâu mà rủ thêm. Mình đều thấy được. Mình thấy bình thản, vô niệm, không sao. Đó, thì quay trở lại, mình vui vì ứng dụng pháp trong cuộc đời. Rồi những cái thương ghét đau khổ của mình cũng vậy. Nếu sống theo đời thì như vậy là khổ, sống theo đời thì như vậy là thương, là đắm nhiễm. Nhưng mà rồi bây giờ dùng Phật pháp thì sao? Giữ chuyển tâm mình như thế nào? Thì mình cũng phải như một người đang ở trong phòng thí nghiệm. Mà cái này là thí nghiệm gì thưa đại chúng? Thí nghiệm về tâm, điều tâm, chuyển tâm. Đó, nó rất là thực. Thì xin hôm nay, cho nên chúng tôi đang giới thiệu đề tài trước và gợi ý với đại chúng. Tuần trước chúng ta đã nghe giới thiệu là chuyển tám thức thành bốn trí. Hôm nay, trong bài hôm nay sẽ nói rõ hơn và còn giới thiệu tiếp cho chúng ta bốn trí này. Ngày xưa chúng ta chưa được học bao giờ, bản thân tôi chưa được học bao giờ. Biết rằng có ba thân, Pháp thân, Phật Pháp thân, rồi Phật báo thân, Phật hóa thân. Nhưng sự liên hệ với tám thức như thế nào? Mình chỉ mờ mờ, mình có cảm nhận được về Pháp thân, mình có cảm nhận được báo thân, nhưng mà mình chưa thấy cái Phật pháp để xác định cái điều mà mình có chiêm nghiệm. Đã. Và câu hỏi hôm nay, nếu là một thiền sinh thì trong việc tu thiền quan hệ với những cái giai đoạn tám thức điều tâm như thế nào để chuyển thành bốn trí, và bốn trí sẽ liên quan tới ba thân. Vậy trong khi tu thiền, ra ngoài những văn tự của các tông phái, mình điều tâm như thế nào? À, thì đó là những gợi ý mà chúng tôi muốn huynh đệ chúng ta cùng quán chiếu. Bây giờ đọc cái bằng pháp quy tâm luật trước nha. Câu hỏi 22. Và nhắc lại câu hỏi này quý vị tìm trong sách sẽ không thấy, vì chính chúng tôi đặt phân ra thành câu hỏi. Nó cũng có hỏi đáp là nguyên từ đầu, chỉ hỏi đáp, không có phân câu. Cho nên chúng tôi sẽ biên số để mình biết mình đến đoạn nào. Chỉ mục đích như vậy thôi.
và đôi khi có những câu nó liên quan với nhau, thì cũng hỏi lần đầu, hỏi lần hai, nhưng mà vô thành một câu, thành một vấn đề, để cho mình nắm bắt được cái nội dung để tiếp nhận mà tu hành thôi. Câu hỏi 22, thế nào chuyển tám thức thành bốn trí? Ở đây là phần mình học rồi, thành ra xin đại chúng cùng phát biểu trước để ôn bài. Người học rồi thì ôn kiến thức, kho tàng thức của mình nó sẽ cung cấp cho mình. Còn người chưa học thì bắt đầu tiếp nhận để bắt đầu đưa những hạt giống trí tuệ này vào tàng thức của ai? Tàng thức của cái người chưa học. Còn người đã học rồi thì sao? Nếu nói trúng thì nó lại huân lại một lần nữa, đậm nét hơn. Tại sao có nhiều điều mình nhớ rất dai và nhiều điều mình quên liền? Tại vì mình huân chưa có sâu, nó còn hời hợt bên ngoài. Chủ đề chuyển tám thức thành bốn trí, thì cái gì sẽ trở thành thành sở tác trí? Xin trả lời bằng ngón tay. Lớp này sẽ bằng ngón tay ha, ký hiệu. Tiền ngũ thức, năm cái căn đầu tiên trở thành thành sở tác trí. Tức là cái trí tuệ, thành là thành tựu, sở tác là chỗ tạo tác của mình. Cái sự tạo tác của mình từ năm cái thức đầu tiên sẽ giúp cho thành tựu. Đó, nếu mà một người dù là giỏi mà mắt không có, không thấy đường, có làm được việc gì không? Không. Hoặc là lỗ tai thì điếc, nói gì cũng không nghe, rồi cái miệng cũng gặp trở ngại, thì mình thấy trở ngại liền. Cho nên năm cái thức đầu là cái diệu dụng của năm căn, sẽ giúp cho thành là cái trí tuệ thành tựu tất cả những cái việc tạo tác của mình, hoạt động. Còn cái gì trở thành diệu quan sát trí? Thức thứ sáu. Thay vì nếu là cảnh giới phàm phu mình phân biệt, nhưng mà sự phân biệt của diệu quan sát trí có phân biệt không? Có. Sự khác nhau giữa phàm phu phân biệt và diệu quan sát trí là cảnh giới của những bậc thánh. Giờ này mà mình thành tựu được là vì mình dùng cái năng lực thánh nhân trí tuệ giải thoát của mình đang có. Còn hàng ngày mình cũng có, nhưng mà mình lại cộng thêm cái chất phàm vào. Chất nào là chất phàm? Phân biệt rồi, phân biệt hai bên đều có. Chưa, cộng thêm ba độc, cộng thêm cái gì là chính? Ngã. Đem cái chất thứ bảy chấp ngã vào. Làm cái gì nói nè, cái này tôi làm mệt lắm á nha. Tôi làm thì ok rồi, nhưng mà tôi làm mệt á là sao rồi? Bắt đầu phàm phu rồi đó. Chấp ngã rồi, nó làm mất cái giá trị của mình. Cho nên làm sao làm mà giống như không có làm. Và điều đó khó lắm á. Tại vì vậy cái mình nói thôi mình khỏi làm cho khỏe. Nó khỏi làm thì zero điểm. Còn bây giờ làm mà không chấp thì tuyệt vời hơn. Đó. Đó, vậy thì phân biệt mà chấp ngã, chấp cứng, chấp thật nữa, nó đi ba cái. Chấp ngã ha, cho nên mình chấp thật, nó là thật, như vậy là đúng thật và như vậy là sai thật. Rồi mình chấp cứng, không bao giờ thay đổi nha, chết tôi nói là đúng như vậy thôi đó, không thay đổi đó, thì như vậy là vô minh. Mình phân biệt như vậy, nhưng mà tùy duyên lắng nghe. Và tùy duyên thông cảm, biết mình nhận suy nghĩ như vậy mà người khác khác, mình cũng lắng nghe. Và mình tập nhìn lại mình, mình không có sự chống đối. Nghe giống như nghe mọi việc vậy đó. Nghe giống như đây là hoa hồng, đây là bông cúc vậy đó. Chứ không nói bông hồng là tôi thích nhất, vậy number one, còn bông gì tôi chả biết đâu. Thì cái đó nó có giới hạn của vô minh chấp ngã, chấp cứng. Còn bây giờ thức thứ bảy là
chấp ngã. Và nếu làm sao để có bình đẳng tánh trí? Chính là từ thức thứ mấy? Thức thứ bảy. Vì có mình, ngã là mình, thì có người, có hai phe. Và khi có hai thì là có bình đẳng không? Không bình đẳng. Cho nên cái chỗ này làm sao mà bình đẳng được đấy? Mình với người ta khác hẳn hơn sao bình đẳng? Đó quý vị, chỗ này để thấy lời nói phải làm được khi mà mình hiểu một cách thấu đáo. Khác biệt mà sao bình đẳng được? À, ngoài cái bình đẳng Phật tánh rồi còn gì nữa? Không thủ không xả rồi gì nữa, bình đẳng sao nữa? Bình đẳng, mời mời vài người nói nha. Tại vì tôi nói cho quý vị mất cơ hội nói. Nói xin mời mở micro nói lớn, không nghe. Mấy đệ mấy micro đều phải hoạt động. Chỗ nào thấy cái bộ mình chưa hoạt động thì dời máy. Rồi, mô Phật. Mô Phật, thưa Thầy, khi cái thức thứ bảy mà mình tập cho nó trở thành vô ngã đó, thì nó sẽ trở thành bình đẳng. Vô ngã thì là bình đẳng, sẽ đi đến bình đẳng. Và trong cái vô ngã thì nhắc lại hả, có chấp ngã thì sẽ có chấp nhân, có chấp mình là chấp người. Đó, vậy tóm tắt mình người thì là hai bên. Đó, mình làm sao đạt đến chỗ không có đối đãi hai bên. Cho nên tới đây mình hiểu nhà thiền tại sao dạy tập đối cảnh vô tâm. Đó, mình tập vậy đó, và mình sẽ nới rộng cái năng lực của mình khi đối cảnh. Vẫn có một cái chi tiết nữa đó, quý vị không nói thì chúng tôi xin điền vào. Chính là tánh không của các pháp. Dù nó khác biệt nhưng mà tất cả đều do duyên sinh, duyên hợp. Cho nên nó có một cái đặc tính chung, bình đẳng, chính là không thật, duyên sanh. Đó. Và từ từ mình thấy ra để mà điều tâm mình nó có cơ sở chứ không phải ráng kềm đè. Đó. Chuyển tám thức, xin lỗi, chuyển thức thứ tám làm đại viên cảnh trí. Dịch cái này là gì? Trí tuệ ha. Cảnh này là gương minh cảnh đài ha, cái gương sáng á. Đó, cho nên ở đây là viên cảnh. Minh cảnh đài ở đâu? Bài học nằm ở đâu? Tâm như minh cảnh đài, lục tổ thời thời thường phất thức. Lời này của ai? Lời này của Ngài Thần Tú. À, trình bày tâm như đài gương sáng. Thời thời là luôn luôn, à, luôn luôn phải siêng năng lau chùi. Phất thức là lau chùi, chớ để dính bụi trần ha. Nhà trần ai gì đó ha. Đại là lớn. Lớn có nghĩa là nó bao nhiêu là lớn. À, nó trùm khắp, không có giới hạn. Và cái trùm khắp này nè, chúng ta phải hiểu là trùm khắp ba cõi, mà luôn cả trùm khắp ba thời luôn, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên giờ này mình có thể nhớ chuyện quá khứ, rồi mình có thể tính chuyện tương lai không? Được. Đôi khi ở tại đây nhưng mà mình đang nói về quê hương, có người thân, có chuyện vui buồn gì đó, nói được không? Được, trùm luôn. Đó là mình tu mới có xương xương, sơ sơ thôi đó. Chứ còn chư Phật mà nếu mà cái tâm thanh tịnh rồi, có thể thấy nhiều đời, nhiều kiếp, và thấy luôn cái tương lai của ai, không những của chính mình mà của tất cả chúng sanh. Đó. À, thưa đại chúng, đến chúng tôi đặt câu hỏi, đến quả vị nào tám thức mới chuyển thành bốn trí? Quả vị nào? Và bằng cách nào để chuyển tám thức thành bốn trí? Đó. Thì ở đây chúng ta phải qua bài duy thức, sự quan hệ ha, để cho chúng ta thấy rõ.
Thưa đại chúng, cái thức thứ 8 á, là gốc, là cái thức căn bản nhất. Nó như ông chủ. Thức thứ 8 có xuất hiện để tiếp xúc với cảnh không? Không. Cái gì tiếp xúc với cảnh? Giơ ngón tay lên, năm thức, tiền ngũ thức. Nhưng mà cái gì ké vào để mà tiếp xúc? Thức thứ 7, ý thức. Đồng thời sẽ có một cái gì ké vào nữa, sâu sắc, mà coi như là nhân vật chính, chính là thức thứ 7. Thức thứ 8 chỉ lanh chanh để góp lời thôi, chứ cái động cơ để mà phân biệt á, chính là thức thứ 7. Ngầm ngầm á, mà thức thứ 7. Nhưng mà rồi cuối cùng ai mới là người chịu trách nhiệm? Thật ra thức thứ 8 im không có nói gì hết á. À, nhưng mà anh thứ 8 anh sinh ra tất cả thức, anh sinh ra tất cả cảnh. Đó. Thức này là thức thứ 8 đã sanh diệt tương tục, không mất nha. Vua Ba Tư Mật Nạc đã ngỏ lời với Đức Phật rằng: hôm nay con nghe Đức Thế Tôn khai thị rằng tất cả chúng sanh đều có cái chơn tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Con rất là vui mừng, vì con nghe ngoại đạo nói rằng chết là hết. Con buồn lắm. Mà hôm nay Phật cho biết mỗi người đều có cái tâm thanh tịnh, bất sanh bất diệt, cho nên chết không phải hết. Nhưng mình có giữ được tâm thanh tịnh không? Vẫn có, mà không có giữ được, mà cứ sống với những cái tâm nhiễm ô, tham, sân, si, chấp ngã, nó lộn ở trong đó. À, nhưng cái tâm đó nó cũng sanh diệt tương tục. Nó là gốc của sanh tử luân hồi. Thì người hỏi mới đặt vấn đề rằng: tại sao không tu mà xả bỏ thức này? Thức này có thể bỏ được không? Ở đây đặt thẳng vấn đề là: tu đến địa vị nào mới xả bỏ nó được? Nó là thức thứ 8. Đáp: người tu hành đoạn hết phiền não chướng, đến quả vị A-la-hán mới xả bỏ được A-lại gia thức. Đó là thức thứ 8. Vậy nếu mình cứ phiền não thì mình có xả bỏ được A-lại gia thức không? Không. Vậy mình có chuyển thức thành trí được không? Không. Đó. Cho nên nếu chúng ta muốn có quả vị thì chúng ta phải chấp nhận cái nhân tu. Thật ra tu mà không tu vì nó có sẵn. Nhưng mà vì mình lầm, bây giờ mình tu có nghĩa là mình không theo cái mê vọng nữa thôi, chứ không phải đem cái gì vào. Xong, đến quả vị A-la-hán mới xả bỏ được thức A-lại-gia. Mà chỉ xả được cái danh thôi, là cái tên A-lại-gia, chứ không phải xả bỏ cái thể của thức này. Vì khi mà xả cái tên A-lại-gia có nghĩa là tàn thức, thì nó tên là gì? Nó tên là dị thục thức. Dị thục thức. Đà. Còn A-lại-gia là một cái kho nó tạp, nó thu cả các hạt giống nhiễm tịnh. Nhưng bắt đầu đoạn hết phiền não chướng thì nó chỉ còn hạt giống thanh tịnh thôi. Mà nếu mà phiền não chướng có nghĩa là mình đang đem rác tiếp tục vào, dù mình tu. Đó. Cho nên huynh đệ cố gắng mình nghe, mình giới hạn được cái gì thì tốt cái đó thôi, chứ cũng không hẳn là làm một lần mà được hết. Tại sao không xả bỏ luôn cái thể của thức này? Đáp: cái thể của thức này có hai phần, nhiễm và tịnh. Cái thể chính là thể giữ gìn, chứa, giữ và hộ trì cho nó tồn tại. Có khi chứa mà nó còn phải giữ nữa, chứ đôi khi chứa mà lát nó tiêu luôn.
đằng này chứa và giữ. Ở đây không thể xả bỏ cái thể của thức thứ 8. Vì sao? Cái thể của thức này có hai phần, nhiễm và tịnh, nhắc lại như cái kho. A là da chính là tàng thức, mà tàng thức là cái kho chứa. Ý nghĩa vậy thôi. Vừa là cái kho, vừa cái biết chứa nữa. Tuy có cái kho mà nó không biết chứa. Nhưng mà đây có hai phần. Là cái kho, là chỗ để chứa, và còn biết chứa nữa. Phần tịnh của thức này chính là trí. Trong bài tụng, nếu xả bỏ thức này, có nghĩa là đang chuyển thức thành trí. Thức là kho thì chứa nhiễm tịnh. Nhưng mà khi nói trí thì chỉ còn phần tịnh, không có phần nhiễm. Xin hỏi câu hỏi thông minh, tịnh là phần nào? Cái gì mà là nhiễm mà để từ đó mình cứ ngay đó mà mình giới hạn? Nhiễm là cái gì? Nhiễm là dính mát, mà còn là tham sân si, trụ nè, rồi phân biệt, rồi còn lựa chọn của tình thức thương ghét hai bên. Đó. Vậy chuyển thức thành trí, chứ không phải xả bỏ hẳn cái thức này. Nếu xả bỏ cái thể của thức này, cái thể nó sẽ có cái tướng dụng là chứa đó, thì thành ra có một cái lỗi rất lớn là đoạn diệt. Cho nên ngoại đạo nói chết là hết là vì lọt vô cái đoạn diệt nè. Nhưng nhà Phật không phải đoạn diệt đâu. Nhưng nó sẽ vẫn tồn tại và liên tục chuyển hóa. Đó, cái đặc tính, cái tồn tại không có cố định, mà tồn tại mà không phải lọt vô chấp thường, mà nó liên tục chuyển hóa. Thưa đại chúng, đại khái cái chỗ chuyển thức thành trí là như vậy. Khi tu trước tiên là chúng ta sẽ có phần đầu là phá chấp ngã. Cái bài học phá chấp ngã là làm cái gì? Chúng ta hiểu giáo cái giáo lý văn tự rồi mình mới làm. Mình làm mình đi mới trúng. Thí dụ bây giờ nói từ ở Thiền viện Vô U mà nói đi San Francisco, mình nói ôi trời, ly văn tự, chạy đại, muốn đi đâu đi. Nó có tới San Francisco được không? Ít nhất là ly văn tự đúng rồi, nhưng mà ít nhất phải nhớ nó muốn đi là bước ra phải đi về miền Bắc nè. Của 101 nè, Freeway 101 nè. Ít nhất phải thuộc cái văn tự đó. Nói thôi ly văn tự đi cho rồi. Ly văn tự lát đi hoài cũng không tới, về lại Vô U. Hoặc là đi lạc đâu đó. Lạc hướng luôn. Cho nên chúng ta phải hiểu để hành trì. Vậy chúng ta đang nhắc lại ha. Giai đoạn đầu trong cái đoạn này nè. Khi soạn cái này cực lắm thưa thầy chúng, tại có nhiều tài liệu lắm mà chúng tôi cũng chưa ngồi đủ giờ để tổng kết một cái tài liệu cho nó khỏe nữa. Mà chúng tôi phải nhớ, có chỗ sẽ cho biết giai đoạn đầu mình tu là phá chấp ngã. Phá coi như ngã chấp ha. Rồi giai đoạn sau mới phá phiền não chướng. Nó thuộc về sở tri chướng. Đó. Vậy phá cái ngã chấp là phá trước. Bằng cách nào mình đang biết mình phá? Phá ngã. Nói tinh kinh thử coi. Thông minh, nói tinh kinh là biết cách dụng công. Bát nhã thì phá bằng cách nào? Nói được cái tên bát nhã rồi phải nói luôn cách dụng công. Cầm micro đi nói cho biết tên, biết tuổi, nếu cần biết cha, biết mẹ. Để cho có trách nhiệm khi phát biểu. Rồi tâm thần nói thử coi bên con có máy đó. Nói nửa chừng chưa tới hành trì. Phải nói tới hành trì. Phá chấp ngã. Dạ, mô Phật, con nghĩ thì mình quán tự tại. Quán tự tại. Rồi quán làm sao? Con nói chữ quán tự tại nghĩa nó phá chấp ngã phải không?
con phải thực hành, phải nói cho cách. Tại vì giờ này có khi mình cũng còn đang chấp ngã. À, mà chấp ngã là sao? Khi mình biết rồi nó dễ vô cùng. Rồi cứu bồ đi, đó về quán tự tại nói tới đó thôi đó. Còn ai làm không được ráng chịu đi ha. Quán tự tại là thấy nghe hiểu biết không chướng ngại ha. Rồi, một cách khác. Thời gian ít lắm, cứ mạnh ai nể nói khỏi ai nhường ai hết. Hai chị nhường nhường nhau cho hai chị nghỉ hưu trí luôn á. Mô Phật thưa Thầy, con quán nó duyên hợp, không thật. Thiệt không? Có lần nào làm không? Có tôi vừa ông hoài ít thấy dạ, quá. Có. Còn những lúc mà thất coi như là thất bại cho nên tôi thấy không có quán hả? Phải quán chứ Thầy, phải quán. Nhưng mà có nghĩa là nghe một cái là nó tỉnh qua hả? Nó duyên hợp, không thật. Vậy buông hả? Liền. Rồi cố gắng nào. Dạ, Còn Phương Nhàn chắc nói y chang vậy luôn phải không? Mời. Mô Phật câu nói hết rồi. Coi như chấp ngã thì chấp thân, chấp tâm. Thì thân cũng không thật duyên hợp, mà tâm cũng là duyên hợp do những cái ngoại cảnh tác động cũng như là những cái tập nghiệp của mình. Thì mình thấy thì mình dính. Nhưng mà từ khi có tu tập á, thì mình dừng lại được. Nhưng mà nhiều khi lỡ trớn thì cũng đi xong rồi mới dừng. Thì do cái năng lực thành tựu của mình mà nó có kết quả khác nhau. Nếu mình vững vàng thì mình không cần phạm rồi mới dừng. Còn nếu mà đạo lực của mình yếu thì mình phải phạm. Mà đôi khi phạm nhiều lần nữa chứ còn không phải phạm lần nữa đó. Đó cho nên cố gắng. Những cái gì liên quan tới thân thì nó phải vô thường, nó phải bệnh thôi. Bệnh rồi mình còn phải chuẩn bị cái giờ gì nữa. Giờ từ giả cái thân này. Nhưng mà hôm nay nếu hiểu rồi thì chết có phải hết không? Thật ra tôi có duyên nha, tôi có duyên đối với vấn đề sống chết đó. Ngày xưa thì mình cũng tu tịnh độ. Và khi tu tịnh độ mình cũng đầy lòng tin đối với niệm Phật để xin về cõi Phật. Nhưng mà nhìn quan sát người thân cũng cùng tu với mình pháp môn tịnh độ, nếu đi rồi thì sao ta? Thì mình đặt những cái thực tế xảy ra để mình đem cái hiểu đạo của mình giải quyết. Thí dụ mẹ tôi mất, bà tu rất tinh tấn, cả nhà ăn chay trường, dắt mẹ thọ Bồ Tát giới. Bà mỗi ngày công phu thuộc hai thời Lăng Nghiêm, thuộc lòng, niệm Phật liên tục. Cho nên có một cái công dụng rất là đáng khích lệ. Chúng tôi nói không vì phải vì là mẹ tôi mới nói nha. Nhưng mà nói lên khi lòng tin mình vững, mình đã cứu khổ chúng sanh được. Một hôm bà bệnh đi nằm phòng cấp cứu. Câu chuyện này cũ nha, kể rồi giờ sẽ kể lại. Tại chuyện cũ nó sẽ như thế thôi. Thì kế bên có một cái cô gái đang cấp cứu vì tự tử, mà cái người chăm sóc cô chính là người chồng sắp cưới. Người chồng mới nói nếu em không đồng ý cái hôn nhân này, em cứ nói, vì tình thương thật sự đối với em, sẽ bằng lòng giải quyết theo cái ý nguyện của em. Thì cô này cô nói không, cô vẫn thương. Nhưng nói sao thương mà sao tự tử? Nó có một cái năng lực gì đó suối cô tự tử. Mà giờ này đang nằm ở trong vòng cấp cứu vì tự tử đó, vẫn còn đang xuống cổ tiếp tục tự tử. Thì cái này lúc đó không có tôi ở đó, mà tôi đi vào thăm tôi mới nghe kể lại. Thì bà cụ lúc đó đang ở trong bệnh viện vẫn đang niệm Phật, mới nói nếu con muốn con tin Phật không, cho con mượn sau chuỗi để con thay vì nằm không, con niệm Phật, con định tâm trở lại. Thì cô bé đó bằng lòng niệm Phật. Thế là cô nói cái năng lực kia nó không có xâm phạm cô nữa. Thì mình nói cái điều này để nói lên bất cứ người con Phật tu đến mức độ nào mà lòng tin mình kiên cố, nó vẫn là một cái lực gia trì cho chính mình
và có thể lan tỏa cho người chung quanh. À, thì xin quay trở lại bài. À, vậy thì khi tu đối với chấp thân là thật, chấp ngã là gồm có thân và tâm. Mấy quý đệ nhớ cho rõ, trong Bát Nhã mới đầu nói về cái gì? Năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đầu tiên cái nói rõ về sắc. À, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi thọ. Thọ thì khi mình học kỹ thì có vui, buồn, vô ký. Ba trạng thái của thọ. Và bên cạnh cái thọ thì mình nhớ một cái lý thuyết là vô thọ là niết bàn. Đó, cái đó là tu bắt ngang của mình đó, để gọi là đi đường tắt. Nếu thọ mình cứ tu theo tiệm tu thì mình phải chuyển từ cái thọ đau khổ, mình chuyển qua thọ vui. Mình ráng chuyển nó cực muốn chết. Không, đang buồn mình sao cho thành vui được, nó rất khó đó. Thì nếu người nào có duyên hiểu được giáo lý mà đi gọi là thẳng tắc thì nó có vô thọ là niết bàn. Đó, thì mình tập vô thọ. Mà muốn vô thọ thì cần nói thực tế là vô trụ hoặc là vô niệm. Đó, hoặc là vô sanh. Thấy nó không thật. Đó. Thưa đại chúng, tập hành trì. Vậy bây giờ phá ngã chấp là thấy thân không thật, và quan trọng nhất là thấy tâm không thật. Cái tâm phân biệt của mình qua bốn trạng thái: thọ, tưởng, nhớ quá khứ, vị lai, hành là những niệm sanh diệt trong tâm mình. Có khi nó tự khởi, có khi nhìn tiếp xúc với pháp nó vẫn có những niềm sanh khởi. Nhưng mà nó có phải sanh rồi nó có hoài không, trụ hoài không? Không, sanh đó rồi diệt đó. Ngay khi sanh mà cũng là vô sanh, không thật. Chúng ta chậm chậm nhìn thấy, thấy lại cái tâm mình, nhìn thấy. Rồi thức. Đó, thức là những cái biết. Cái biết qua tám thức. Rồi thức này cũng có thể thì đi thẳng qua tám thức đi cho nó dễ. Không thật. Rồi. Và sau khi mà mình trừ được cái chấp ngã thì đồng thời mình cũng phải đoạn hết phiền não chướng. Mà phiền não sở dĩ có là vì chúng ta có những cái si mê, cho nên nó dễ có phiền não. Cái si này nó gồm có, chúng tôi đọc thấy nó có bốn loại: ngã si, ngã kiến, rồi ngã gì quên nữa rồi đây, có ngã ái nữa thì phải ha. Ngã si ha, mình thấy si mê, mình chấp ngã là thật. Đó, ngã si mà có phiền não. Thì chấp ngã thì thân mình là thật, thì khi nó bệnh mình phải buồn. Không những thân mình là thật, mình có chấp người thân của người quyến thuộc thân yêu của mình là thật không? Thật. Vậy nếu có bệnh mình cũng đã buồn rồi, huống là chết. Cho nên với cái ngã si, mình chấp thật và chấp đó là mình, là của mình luôn, thì khổ. Ngã kiến ha, rồi ngã ái, ngã chấp đó, thì bốn thứ thì nó đưa mình tới phiền não chướng đó. Thì thưa đại chúng, đại khái như vậy ha. Cho nên bây giờ quay lại bài Vạn Pháp Quy Tâm Lục thì như thế nào? Thế nào là đại viên chủng trí? Trước khi đi qua đi sâu về cái tướng dụng, thể tướng dụng của bốn trí này, thì chúng ta đọc cái bài kệ Bát Nhã.
Khi học về Bát Nhã Trực Giải, chúng ta có thuộc một bài kệ: Bát Nhã là thần chú. Xin mời đại chúng cùng đọc. Bát Nhã là thần chú, trừ dứt năm uẩn nghi, phiền não cũng mất trọn, thanh tịnh tự phân ly, bốn chiến cuồn cuộn sống, tám thức lộ thần quy, đèn tâm soi pháp giới, đó tức là Bồ Đề. Bát Nhã là thần chú nghĩa là sao? Thần chú là đầu tiên là những cái câu mà từ đó khi mình hành trì nó sẽ cho mình như nguyện những cái gì mình muốn. Thì Bát Nhã có cho mình được như nguyện không? Có. Mình muốn thoát khổ, được an lạc, giải thoát. Nếu dùng tinh thần Bát Nhã để hành trì cho đến khi thuần thục là sống thẳng với tinh thần Bát Nhã. Còn hành trì là mình còn đang từ phàm phu si mê để mà mình ứng dụng thì gọi là hành trì. Còn cái kia gọi là sống thẳng, hằng sống với trí tuệ Bát Nhã. Nếu dù là hành trì nghe để ứng dụng để chuyển hóa, nó vẫn được như nguyện. Thần chú nó trừ dứt năm uẩn nghi, có nghĩa là mình nghi cái gì về năm uẩn, mình quy năm uẩn là thật, năm uẩn nó là mình không còn nghi ngờ như vậy nữa, mà mình đã giác ngộ là năm uẩn vốn là duyên sinh không thật, mà quan trọng nhất là không phải là mình. Đó, cái không phải là mình đó, nó cũng chua lắm đó, chứ không phải đùa đâu. Khi mùa Covid này, cái nó không phải là mình, cái mình không chăm sóc nó được không? Không phải là mình, nhưng đây nó thuộc cái phần mà mình sử dụng, cho nên mình có phải có bổn phận bảo trì, bảo dưỡng. Đó, hiểu vậy ha? Phần đà không thật, nhưng mà mình có sử dụng thì mình có bổn phận phải giữ gìn, phải bảo dưỡng. Và cái thân trong kinh nói nó như chiếc bè để mình qua sông. Sông gì? Sanh tử. Dùng cái thân này để tu. Nhờ có thân cho nên tiếp xúc. Và tiếp xúc thì nó mới lòi ra cái dính mắc, rồi nó mới xuất hiện cái sân si của mình. Chứ nếu không tiếp xúc thì mình thấy hình như là dễ muốn chết, dễ thoát rồi. Nhưng mà đâu có dễ thoát đâu, tiếp xúc cái thấy nào là thương, nào là ghét, nào là giận, nào là tham, vân vân. Trừ dứt năm uẩn nghi, với tinh thần Bát Nhã thấy cái pháp duyên hợp thì nó cũng có tướng không? Nó có hiện tướng không? Có. Mà đó là giả tướng và nó không thật. Đó, mình ngày xưa mình nhảy hôm qua là vì mình nói, ủa sao nó có này mà cứ nói không thật hoài. Có giả tướng và không thật. Đó, nó rõ ràng hai phần ha. Tánh thì tánh không là không thật, nhưng mà tướng thì duyên hợp có tướng mà giả tướng. Rồi có danh không? Có luôn, giả danh. Đó, phiền não cũng mất trọn. Trừ dứt năm uẩn nghi thì phiền não cũng dứt trọn. Có khi nào quý vị đang phiền não mà quý vị, mà phiền não mình đừng có tưởng buồn không nha. Nhiều khi vui, tham muốn cũng là phiền não nha. Phiền não đó, phiền não chướng đó. Mà cho buồn đi thì làm sao dứt? Mình hãy nhìn bằng con mắt trí tuệ Bát Nhã, mình thấy cái buồn này là cái buồn duyên hợp. Mình hãy can đảm nhìn thật sâu. Tự nhiên mình đang làm mệt, cái nghe khen. Có khi nghe khen cũng buồn á. Là khen ai? Khen ta không? Không nói gì tới tên mình hết á. Rồi cái nói vậy thôi, nghe chê chắc thích phải không? Không, nghe chê có khi cũng buồn. Tại chê đúng ngay mình. Thành ra mấy quý đệ thấy không? Vậy chủ yếu vui buồn nó là do đâu? Có phải do khen chê không?
không, do mình, liên quan tới mình, do liên quan tới ngã mà có vui buồn. Nhìn kỹ chỗ đó rồi nói duyên hợp không thật, từ từ mình cái chấp cứng để phiền não lâu dài nó bớt, cho đến nó không chi phối mình. Nó vừa khởi lên mình thấy à, và không để cho nó lôi. Phiền não cũng mất trọn nha, trọn vẹn, mất hết. Cái câu mà khó hiểu nè, thanh tịnh tự phân ly. Đó, chữ đó đó, có khi nào quý vị ôm cái nghi để mà nuôi dưỡng cho đến ngày mình đủ đạo lực, nó bùng vỡ không? Khi tu nó rất thật, giống như ngoài đời vậy đó. Mới đầu trình độ mình về thể thao chẳng hạn ha, mình chỉ đủ sức bơi tới cái mức độ đó, hay mình đủ sức chạy tới độ đó, hay mình đủ sức đi bộ tới đó thôi, chứ đi dài nữa mình chịu hết nổi. Tu cũng vậy, mức độ nào đó thôi. Nhưng nuôi dưỡng một lúc nào đó trình độ mình vượt qua hồi nào mình không hay. Thanh tịnh tự phân ly là sao? À, tôi để cho quý vị nha, ôm ấp chứ không có nói dùm. Tôi nhảy qua câu kế tiếp. Bốn trí cuồn cuộn sống. Người thông minh là giải đáp câu trước được liền. À, nhưng mà không thông minh thì giữ đó làm kỷ niệm đi. À, chứ thông minh là câu sau giải đáp được câu trước. Học Pháp có khi câu sau, thường là câu sau giải đáp được câu trước. Thanh tịnh tự phân ly là hết bốn câu kệ đầu. Bây giờ tiếp tục. Bốn trí cuồn cuộn sống, tám thức lộ thần uy. Những cái câu rất là tuyệt vời ha. Câu này chính là cái bài kệ của một vị thiền sư Việt Nam, thiền sư Minh Chánh ở chùa Long Động, Ninh Bình. À, những cái này nó có dấu ấn đậm với chúng tôi, tại chúng tôi đã có duyên đến chỗ đó. À, rồi đi chung phái đoàn của Hòa Thượng Ân Sư trong cái chuyến thăm thánh tích Phật giáo ở miền Bắc. Và cái tác phẩm của vị thiền sư Minh Chánh ở Long Động, không phải Long Động nha, Long Động nó lộn qua cái Long Động của Quảng Ninh, không biết cái gì động nha, Ninh Bình. Thì Hòa Thượng Thường Chiếu là người dịch. Và đối với thiền sư Minh Chánh, chúng ta còn có một bài kệ cũng rất là giá trị, để mình thấy cái sự chứng đắc của các vị tổ sư Việt Nam. Phải nói rằng tới nơi, bây giờ chỉ có một người mà cần phải tới nơi, đó là ai? Là mình thôi đó. Chứ chư tổ là làm tới nơi hết rồi đó. Là công danh cái thế màn sương sớm, cùng một tác giả. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Ngài giới thiệu cái bản lai vô nhất vật. Hôm nay mình có hy vọng, có duyên là có được chút cái này chưa? Cho nên chúng tôi muốn nhắc là chúng ta rất có phước được hướng dẫn trên văn tự. Nhưng giờ này phần thực hành là phần của chính mình chịu trách nhiệm. Quay lại bài kệ trên. Bài kệ trên là bốn trí cuồn cuộn sống, tám thức lộ thần uy, nói lên một cái phong độ tự tại giải thoát của một người. Mà tám thức nó không còn là tám thức của phàm phu, mà tám thức lộ thần uy, uy thần. Và uy thần đó đang trở thành bốn trí. Mấy người đệ thông cảm vô đó không? Mắt mình cũng là nhìn, các bậc giác ngộ cũng nhìn, nhưng cái nhìn của quý ngài, mắt đã nhìn, nó thuộc về thành sở tác trí. Lỗ tai quý ngài cũng nghe, lỗ tai mình cũng nghe, nhưng cái nghe của mình đôi khi nghe là trời ơi thích quá ha, âm thanh ngọt quá ha, vân vân. Còn quý ngài nghe
như là thôi. Và các ngài còn quay trở về nhận ra cái nguồn tâm để tiếp xúc với các pháp. À, cho nên qua năm căn mắt tai mũi lưỡi thân là thành sở tác trí của quý ngài đang hiện tiền. Đó. Và đối với thức phân biệt thì giờ này nó trở thành diệu quan sát trí. Cho nên trong khi sống chung với nhau, mình cũng phê bình lẫn nhau. Nhưng mà khi tu dở, phê bình của mình là phê bình của thức phân biệt chấp ngã. Cho nên nó có tham sân si. Còn nếu mình tu giỏi, cái nói thôi giờ mình tu giỏi, không lẽ thấy sai mà mình nói vậy mình còn dở sao? Không, có chân chấp ngã rồi, vẫn nói, nhưng nói mà không chấp. À, không chấp là thật, không chấp ngã ở trong đó. Để phàn nàn phiền não nếu không được tôn trọng như ý mình. Thức thứ bảy sẽ trở thành bình đẳng tánh trí. Và ngay lúc đó, cái kho tàng thức nó trở thành đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí. Đó. Bốn trí cuồn cuộn sống. Hình ảnh rất là hùng ha. Cuồn cuộn sống như là sóng hải triều vậy đó. Cuồn cuộn. Tuôn chảy. Và tám thức á, thì nó lộ thần uy chứ không phải tám thức. Nó như là sóng thần mà đưa mình đi vào luân hồi sanh tử. Mà cái thần uy này của tám thức khi tiếp xúc với các pháp. Đèn tâm soi pháp giới. Hôm nay quý vị cảm nhận bài kệ này chúng ta học lâu lắm rồi. Chúng ta nghĩ là chắc cũng có thể khoảng 10 năm á. Vậy đèn tâm soi pháp giới nó liên quan cái gì tới bài kệ hồi nãy giờ? Đèn tâm soi pháp giới, xin mời phát biểu. À, đó mới là bồ đề. Được như thế thì mới là bồ đề giác ngộ. Tịch lặng niết bàn. Sao đọc tới câu đèn tâm soi pháp giới là sao? Liên quan như thế nào? Quý vị giờ phát biểu á, thời gian ít lắm cho nên không có ai nhường ai hết. Hãy nhìn tôi ok là bắt đầu. Còn nhường qua nhường lại không có thì giờ. Dạ mô Phật, kính bạch thầy. Đèn tâm soi pháp giới là khi mình đã phát tâm tu hành, có được trí tuệ sáng suốt, biết được chân tâm hiện tiền, thì mình tu hiện tiền là mình được thanh tịnh an vui giải thoát. Mô rồi, Phật. Mô Phật, cảm ơn lời phát biểu của Khánh Tuệ. Mời huynh đệ khác. Chưa xong đáp số nha. Có nhiều câu mình từ nhiều góc độ. Dạ mô Phật, thưa thầy, nếu mà mình tu luyện để biến tám thức trở thành bốn trí thì đi đến cái gọi là trí tuệ viên mãn. Và trí tuệ viên mãn nó sẽ lộ ra trong cái gọi là cái từ cái chân tâm. Và chân tâm nó sẽ viên sáng đến nỗi mà mình có thể thấy được tất cả các pháp, mọi vật, mọi hiện tượng. Thì đó là qua những cái câu, hai câu cuối cùng, thưa thầy. Đại mô Phật, mời Phương Nhàn, mời Tâm Thuần. Trong khi Phương Nhàn chuẩn bị nha. Mô Phật, bác thầy và đại chúng, theo con hiểu thì pháp giới là cái bản, là cơ bản của cái đạo. Tâm trong sáng thì mới soi sáng được cái, là vô cái pháp giới mới tâm mình mới trong sáng được. Thì cái tâm đèn tâm soi pháp giới là cái tâm trong sáng và dựa vô cái giới luật của nhà Phật. Một Phật. Ông chỗ này nói chưa liên quan tới giới luật. Mặc dù nói giới luật cũng được, nhưng mà nói giới luật thì nó xa con. Rồi, mô Phật. Giới này là cõi. Rồi, mô Phật. Nhàn thua trận ha, không thèm nạp bài ha. Mô Phật. Thì con, ý con cũng là cái ý tổng hợp của quý vị thôi. Cộng lại ba cái hay bốn cái? Cộng lên Tâm Thuần luôn phải không? Hai cái.
Dạ, đang tâm soi pháp giới thì coi như lúc đó tâm thanh tịnh của mình thì cái đại viên cảnh trí của mình nó bao trùm, thì cái đàn tâm của mình là cái biết của mình nó bao trùm tất cả. Do đó nếu mà sống được với cái đó thì quá là tuyệt vời. Chúng tôi đang nhắc lại vào đầu buổi học nha. Chúng tôi nói giữa tâm, tám thức và bốn trí. Quý vị thấy sự liên quan không? Ai thấy có sự liên quan? Và khi gợi ý như vậy, mỗi ngày mình sẽ thấy sâu sắc hơn ngay nơi tâm của mình khi tiếp xúc với các pháp. Và bây giờ qua câu hỏi thứ 23, thế nào là đại viên cảnh trí? Đáp: chân tâm không tịch, như gương thường sáng. Đó là đại viên cảnh trí, có nghĩa là cái gương sáng, cái trí tuệ như cái gương tròn sáng. Và chính cái chữ gương tròn sáng này chúng tôi đính chính lại theo cái hiểu của chúng tôi. Cái bài kính mến thầy ngày xưa chúng tôi thích lắm. Mới đầu là một công án, nhưng mà khi học đạo rồi đến duy thức học là tôi ngưỡng mộ tác giả bài đó. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son sắc của người Phật tử khi vào đạo. Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Hương gì? Hương giải thoát, chứ đừng nói mấy cái mùi dầu thơm vô nha. Đến mùi, đến gì? Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương là ai? Là Phật. Treo gương tròn nào treo? Đại viên cảnh trí, sáng soi mười phương. Nhưng mà sau này sửa chữ, cho nên đôi khi chúng ta chưa có hiểu, đừng có sửa chữ. Hãy khiêm tốn, tu lâu rồi mới hiểu hả? Ngày xưa quý ngài tu kỹ lắm, tu giỏi lắm. Và mỗi lời như vậy nó đều truyền đạt được cái chân lý sâu sắc lắm. Còn mình hiểu xương xương cái mình lo sửa cái này một chút, sửa kia một chút, lát cái nhìn nó trật lất. Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương, treo gương tròn, tròn này là viên á, đại viên nè, gương tròn sáng á. Và gương là cảnh á, đại viên cảnh á. Sáng soi mười phương, cái sáng soi này để trí tuệ của mình tiếp xúc với muôn pháp, muôn sự, muôn vật. Ca ngợi thầy. Và lỡ mà mình có là tu sĩ hoặc không phải là tu sĩ mà là Phật tử, có tu có học, mình vẫn có thể chia sẻ với người khác. Làm sao mình hiểu được cái tu cho rốt ráo để trùng tuyên tiếp nối cái hạnh nguyện của chữ Phật, chữ Tổ. Ngọn đèn chánh pháp còn mãi, và lòng từ của chư Phật cứu độ chúng sanh sẽ được tiếp nối từ Phật, từ Tổ, rồi Tổ Tổ tiếp nối như thế. Cái đại viên cảnh trí đó chính là chân tâm mà không tịch, có nghĩa là đang nói về cái thể của chân tâm như gương tròn sáng. Cái thể đó chính là thể chiếu soi. Còn bình đẳng tánh trí là thức thứ 7 chuyển thành bình đẳng tánh trí. Là cái gì? Hay đối với các pháp mà chẳng sanh phân biệt. Bình đẳng, thấy nó là tánh không, cho nên tiếp xúc như bất động. Còn thế nào là diệu quan sát trí? Cái này là hay nha thưa đại chúng. Hay vào các căn phân biệt mà chẳng nhiễm. Phân biệt mà không nhiễm. Cho nên chúng tôi ngày xưa có nói đó, mình tu mình thật thà, mình dở, mình biết mình dở, cái từ từ mình sẽ hay.
Tôi ngày xưa có cái duyên khi mà vào Viên Chiếu. Một năm sau, lúc đó thầy đang ở chân không. Mỗi tháng thầy về từ chân không về dạy chúng Phật Pháp một lần. Ở được một năm, thì lúc đó sư Như Đức có duyên được nhập thất 3 năm. Và khi mà nhập thất 3 năm thì thầy phải cử chức sự để làm việc. Tôi mới vào chúng một năm thôi. Thầy từ trên núi xuống cử một trụ trì thay thế trong thời gian đó. Và khi ở gần thầy, quý vị sẽ thấy sự dũng khí của thầy. Sự đoán của mình đã trật hết á. Chọn người của thầy ha, chúng đoán không bao giờ trúng hết á. Và người thứ hai mà nó cũng lọt vô một cái mà ngoài sự phỏng đoán của chúng là có tôi trong đó, là thầy cử bên Trí Khách. Hồi xưa giờ không có Trí Khách ở thiền viện. Bắt đầu thì cử Trí Khách. Thì quay trở lại khi Trí Khách thì ngoài chuyện tiếp khách thì có những người khách Phật tử trẻ tới công quả để chuẩn bị tập tu. Thì trụ trì thời đó nhờ tôi hướng dẫn nề nếp trước khi vào chúng. Cho nên ngoài này mình cũng chỉ, mà chỉ thì mình ngày xưa thì dĩ nhiên phải rất là nghiêm. Và nghiêm rồi thì có chấp cứng không? Cũng chấp cứng quy luật lắm. Và khi giao tiếp với người, có phải là mình chấp cứng mà mình thành công đâu. Cho nên là có những lúc cũng giận hờn, cũng phạt, rồi giận hờn nó thôi từ nay không chỉ nữa đâu. Chỉ mà đâu có nghe đàng hoàng 100% đâu mà chỉ. Nhưng mà có một lần khi thầy dặn chúng một điều gì đó, mình có làm được 100% như thầy dạy mình đâu. Tự nhiên chúng tôi mới chợt nghĩ lại mình. Thầy dạy đó, mà mình thấy hay mà mình hứa rồi đó, mà mình có làm 100% đâu. Vậy thì mình hướng dẫn người sau, tại sao mình lại đòi 100%? Sai lầm. Nhưng mà cũng phải trải qua một thời gian sai của mình. Thôi không chỉ nữa, chỉ không có nghe một cách trọn vẹn, rồi phạt này kia rắc rối cuộc đời. Không chỉ. Nhưng mà rồi không chỉ có phải là tu giỏi đâu, vẫn là chấp. Cho nên lại bước qua một giai đoạn vẫn dạy mà không chấp. Mấy người đệ hiểu không? Vẫn chỉ cho người sau mà không chấp. Và cái việc đó vẫn tiếp tục mãi. Khi mình tu, nếu có sự hướng dẫn á, là đừng có nghĩ rằng hướng dẫn mà nghe 100%. Người đó đang mơ màng và đang không có trí tuệ, cho nên mới chấp như vậy. Thì quay trở lại, diệu quan sát trí hay vào các căn. Cái gì vào các căn thưa đại chúng? Điền vào. Cái gì vào các căn phân biệt? Một bên nói là thức, một bên nói diệu quan sát trí, một bên đề, một người ghi đưa 7 ngón tay là tôi biết là chấp ngã, đưa lại 6 ngón tay. Thì thưa đại chúng, dĩ nhiên đó là thức thứ 6 của phân biệt, nhưng cái gì đi vào phân biệt? Tâm. Tâm cũng là tâm, nhưng mà qua 5 căn đầu thì gọi là tiền ngũ thức. Vạn pháp quy tâm là như vậy. Đáng lẽ cái này tôi không có lộ bí mật ra đâu. Tâm. Nhưng có khi nó có cái dụng như thế này, có khi nó có cái dụng khác. Nhưng mà tất cả là tâm. Tâm mà phân biệt đối đãi, hello Việt Nam, hello Viên Khoang, go home. Vô chào chúng đi, xá tổ rồi vô chào chúng. Ngày Chủ Nhật mà được về ha. Từ Viên Khoang mấy bữa nay đi thăm bệnh viện, xét nghiệm nhiều thứ, tưởng đâu chưa về 4 ngày ha, mấy ngày? 3 ngày, không biết mấy ngày nữa. Một vợ, rồi. Xin cho một chàng pháo tay, go home. Rồi, xá Phật.
Thôi tặng nha, đang học đến độ, đang học tới chỗ chuyển 48 thức thành 4 trí. À, và nếu mà mình sống với chơn tâm không tịch, có nghĩa là lặng lẽ đó, đây là cái thể á, thì nó sẽ như gương thường sáng. Tại vì khi mà tánh không như vậy thì nó có khởi niệm không? Không. Lại đứng lên là thỉnh chuông. À, còn chóng mặt. Cho nên là còn nếu mà đối với các pháp chẳng sanh phân biệt, đó là bình đẳng tánh trí. Chúng ta tập chuyện gì không phải việc của mình, đừng có xen vô phân biệt, để mình nuôi dưỡng cái bình đẳng tánh trí của mình. Rồi những pháp mà mình phân biệt, mình lại dùng trí tuệ để mà vượt qua, để nuôi dưỡng, để chuyển nó. Thay vì phân biệt của chấp ngã thì thành bình đẳng tánh trí. Và thế nào là diệu quan sát trí? Hay vào các căn phân biệt mà chẳng nhiễm. À, chẳng nhiễm là chẳng chấp thật, rồi chẳng tham sân si. Rồi vì tham sân si, nhất là si đó, cho nên mới thấy đây là tốt, kia là xấu, lựa chọn. Còn thành sở tác trí, năm tiền ngũ căn là sao? Tiền ngũ thức thì sao? Năm căn khi đối cảnh, chính lúc ấy cảm giác khổ lạc chẳng thâm nhập. Mà cảm giác khổ lạc không thâm nhập chính là đối cảnh vô tâm, mà cũng là vô thọ niết bàn. Cho nên chúng tôi chia sẻ một lần nữa, mình tu mình không có nói mình giỏi, nhưng mà cái gì không đáng mình cố gắng hành trì một cách rốt ráo. Hành trì một cách rốt ráo. Còn những chỗ mà nó thuộc về yếu điểm của mình thì dần dần bằng trí tuệ mình tăng cường cái năng lực lên để vượt qua. À, còn cái cuối cùng mà dễ dàng nhất là thấy các pháp bằng trí tuệ bát nhã không thật. Một mũi tên bắn một bầy. Mà hơn thế nữa, không những một mũi tên bắn một bầy mà còn không có chỗ hạ thủ. Cho nên nếu chúng ta nghe mà chúng ta hiểu đó là những lời của trình bày một cái đạo lực á, tuyệt vời lắm. Một mũi tên bắn được một con là bách phát bách trúng. À, người bắn như thế là xạ thủ như thế là tuyệt vời phải không? Chưa nhầm. Nếu ông thợ săn thạch cũng khoe bách phát bách trúng, tổ khoe một mũi tên bắn một bầy. À, một mũi tên bắn một bầy. À, mũi tên đó tự có mà rút ra mà giải quyết. Nhưng đến phần người thợ săn, khi người thợ săn mới đầu tiên đem cái tâm phàm phu của mình ra lý luận, nếu như thế thì tại sao mà không từ bi thương chúng sanh mà bắn một bầy? Nói như vậy thì nghĩ rằng một bầy này là cái gì? Bầy gì? Bầy thú vật. Cho nên tại sao sát sanh? Nhưng mà khi đặt nghi vấn như vậy, tổ liền khai thị thêm là nếu như vậy tại sao không tự bắn? Để biết có phải bắn bên ngoài mà không từ bi không? Đâu phải bắn bên ngoài, chúng sanh bên ngoài đâu. À, chính là chỗ đó là chỗ không có chỗ hạ thủ. À, cái bài có những cái đoạn mà thiền thoại của quý ngài nó rất sâu sắc, nhưng mà do mình tu tới đâu mình nhận được tới đó. À, có khi hy vọng tu một thời gian nữa mình thấy vi diệu hơn nữa nha. Bây giờ thì thấy được tới đó thôi. Năm căn đối cảnh lúc đó cảm giác khổ lạc chẳng xâm nhập. Không những không khổ mà cũng không lạc, không lựa chọn nha. Và hôm nay để kết thúc buổi học ha, chúng tôi cũng xin giới thiệu thôi, rồi lần khác mới là triển khai thêm. Sự tương quan giữa bốn trí và ba thân. Người hỏi đặt câu hỏi như sau, đặt nghi vấn như sau.
Thế nào là gom bốn trí thành ba thân? Chúng tôi cũng tâm sự, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp văn tự này. À, cái kia thì mình tưởng tượng thôi, mình tự phát minh thôi, chứ thấy thành chữ nghĩa thì lần đầu mới thấy đây. Thành sở tác trí và diệu quan sát trí. Để hiểu được, xin quý vị giơ ngón tay để mình nắm bắt được bài. Thành sở tác trí, mau lên để mình biết, mình bắt theo kịp bài. Chứ nhiều khi đọc mà đọc văn tự không vào, não mình không hoạt động. Thành sở tác trí và diệu quan sát trí là thức thứ sáu, năm thức đầu và thức thứ sáu gồm về hóa thân. Đó, ứng hóa thân. Vậy đừng nói ứng hóa thân Phật mà ứng hóa thân của mình khi làm một việc gì đó. Thì gồm có gì? Đó, bây giờ trả bài là mới học tức thì, bây giờ gồm cái gì vậy mà thành 5 và 6? Thông minh á, chịu khó nhớ. Và nhớ nhanh chính là diệu dụng của thức thứ mấy? 8. À, vậy bây giờ quay trở lại nha. Thành sở tác trí là 5 thức đầu, tiền ngũ thức. Và diệu quan sát trí, thức thứ 6, gồm về hóa thân. Đó, hóa thân sẽ dùng hai loại trí đó. Bình đẳng tánh trí, số mấy? 7. Chấp ngã, bây giờ trở thành bình đẳng tánh trí, gồm về báo thân. Nghĩa là tu thành tựu hay không là do, chính là do cái tên này. Cái tên chấp ngã này. Nó chấp thân nó là thật, là nó làm thấy như vậy chứ không có thành tựu lâu lắm đâu. Mà nhất là nó chấp tâm là thật thì nó còn thiêu đốt rừng công đức dữ dội nữa. Đó, sự an lạc sẽ bị thiêu đốt. Vậy nhắc lại, bình đẳng thánh trí là từ thức thứ 7, chấp ngã, gồm về báo thân, viên mãn báo thân. Khi mình tu á, là viên mãn báo thân, có nghĩa là mình hành trì luôn luôn vượt qua cái chấp ngã, chấp thật. Đại viên cảnh trí gồm về điền vào pháp thân. Đó, còn có một cái mà điền không vô nữa đó. Là coi như đi ra ngoài luôn đó ha. Trên là hóa thân, rồi tới báo thân và tới pháp thân. Đó, chúng ta học trình văn tự như vậy đó, để mình thấy. Vậy khi tu, tu từ đâu? Xin hẹn tuần sau tiếp tục. Và khi tu từ đâu, chúng tôi giới thiệu quý vị bài coi trước nha. Cái nào mình cũng được học từ kinh, và đoạn nào của kinh mình cũng được hòa thượng ân sư hướng dẫn rất kỹ, nhưng mà không biết có vào trong tâm mình không thôi. Đó, chúng tôi giới thiệu nhiều kinh, nhưng đầu tiên muốn nói tới là kinh Pháp Hoa. Phẩm nào? Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Rồi, à, đáng lẽ cho số luôn nhưng mà không cho số, tự kiếm. À, kinh Pháp Hoa bao nhiêu phẩm? 28 phẩm. Ngày xưa tụng kinh nha, mà còn thuộc á. Tụng kinh hồi mười mấy tuổi nha. Hơn, đâu giờ ôm lại con giờ có khi nói trật lất á nha. Hình như hơn 8.000 lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lộ đụm nhuần. Vì trong cổ chất đề hồ nhuộm mát vậy đó ha. Rồi, tóm tắt lại là có 28 phẩm. Rồi thôi nói luôn đi, chứ không hy vọng mà khó mà làm ra rồi nha. Phẩm 27. Đó, thưa đại chúng, coi thử nha. Nếu mà coi thì tuần sau chúng ta sẽ có những câu trả lời hay hơn. Và giờ này thì xin... giờ học thì hết rồi. Nhưng mà chúng tôi xin lướt sơ qua câu chuyện của Ngài Văn Hỷ Vô Trước.
Đầu tiên khi gặp ông già, vốn là một ứng hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, thì khi gặp được ngồi ý kiến với ông già thì ông mới hỏi từ đâu đến, đáp là từ phương Nam đến. Phật pháp của phương Nam như thế nào? Ngài Văn Hỷ liền đáp rằng cái người xin lấy quyển sách dùm tôi ở trên bàn, cái tựa là Cư Duy Ngộ Đạo, thì nói rằng người phạm giới nhiều, người giữ giới thì ít, mà người phạm giới là nhiều. Thì khi đó ông già mới hỏi chúng bao nhiêu, nói khi thì 300, khi thì 500. Thì cái người tham vấn này liền hỏi ngược ông già, lúc đó không biết đó là Bồ Tát Văn Thù, hỏi Phật pháp ở đây như thế nào? Rồng rắn lẫn lộn. Chữ rồng rắn lẫn lộn này là sao? Mình phải hiểu. Và kế tiếp cũng bắt chước hỏi chúng ở đây như thế nào? Trước 33, sau 33. Hiểu nổi câu này không? Không hiểu nổi. Nhưng mà dám thưa lại không? Không dám thưa. Ông già tới đó thì mới sai đồng tử đem trà và sữa mời. Và sau khi uống người thấy sảng khoái rồi thì ông già mới đưa cái ly uống sữa đó lên hỏi phương Nam có cái này không? Thì Ngài Văn Hỷ liền đáp không có. Thưa đại chúng, vì sao đáp không có? Xin đáp thật nhanh, mời mở micro sẵn, thời gian này rất ít cho kết thúc buổi học. Tại sao nói không có? Một chữ, chữ thôi, trụ tướng. Trụ tướng nói không có. Thì ông liền gỡ thêm, ông hỏi vậy lấy gì để uống? Vậy ông muốn nói cái gì? Cũng không, mờ mịt, không hiểu. Sau đó Ngài Văn Hỷ mới xin ở lại một đêm, ông già không cho. Hỏi lý do là vì còn chấp tâm cho nên không có ở đây được. Thì cái người tham vấn đó, đi tham vấn đó liền cãi lại, thế nào là chấp tâm? Thì ông mới nói đã thọ giới chưa? Nó thọ giới tỳ kheo rồi, nếu không chấp tâm đâu cần thọ giới. Đó, thì câu chuyện diễn tiến như thế. Là lúc đó bắt buộc Ngài Văn Hỷ phải xuống núi. Và khi đi được đồng tử tiễn đưa, và khi tiễn xuống núi thì lúc đó mới thỏ thẻ hỏi đồng tử. Mới thỏ thẻ. Mà khi mà sư bắt buộc phải cáo từ, ông già sai đồng tử tiễn ra cổng. Sư hỏi đồng tử trước 33 sau 33 là bao nhiêu? Cái này đáng lẽ phải hỏi ai? Phải hỏi ông già. Nhưng mà bây giờ hỏi đồng tử là hỏi thị giả. Đồng tử liền gọi đại đức. Sư ứng thinh dạ. Đồng tử hỏi là bao nhiêu? Sư vẫn không hội được. Lại hỏi đây là chỗ nào? Tới đây cảm thấy không bình thường nữa rồi ha. Đây là chỗ nào? Đồng tử đáp đây là chùa Bát Nhã trong hang Kim Cang. Sư chợt hối tiếc, biết rõ ông già kia chính là Bồ Tát Văn Thù. Vì câu chuyện hóa thân cho nên chúng tôi muốn dùng cái đoạn mà thiền thoại này để làm quà cho thầy chúng.
xong không còn gặp được nữa. Cho nên sư bèn quay qua đảnh lễ đồng tử. Đồng tử chính là hóa thân. Nhưng mà hóa thân của một người như thế thì pháp thân của người này có tròn sáng không? Tròn sáng, không tịch. À, sư quay qua đảnh lễ đồng tử xin một câu từ biệt. Đồng tử nói kệ: trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân tỏa diệu hương, trong tâm không sân là trân bảo, không nhơ không nhiễm ấy chân thường. Đó. Nói xong thì đồng tử và chùa đều biến mất. Chứng tỏ đây là cái gì? Cũng là hóa thân, hóa hiện thôi. Đó. Sư nhìn lên hư không, thấy trong đám mây ngũ sắc có ai? Có Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử lông vàng bay qua bay lại. Chợt có đám mây trắng từ phương đông đến, Bồ Tát Văn Thù liền ẩn mất. Chúng tôi xin dẫn tới đây thôi để nhắc đại chúng hiểu cái chỗ hóa thân là gồm có cái gì để thành hóa thân. Xin ôn bài. Chính là 5 và 6, tiền ngũ thức, và là thứ 6 là diệu quan sát ký, gồm lại cái ứng hóa thân. Xin kết thúc buổi học ở đây. Mỗi ngày chúng ta huân tu, xin nhắc lại sở dĩ đọc văn tự để chúng ta hiểu hành trì nó có ngọn gốc ngọn. Cái gốc chính là từ tâm, cái ngọn là sự thể hiện. Đôi khi với cái dòng luân hồi sanh tử lâu xa, chúng ta không nhớ gốc. Và những cái thể hiện này chúng ta cũng không biết đó là diệu dụng. Cho nên chúng ta lại nhìn ở cái hướng của vô minh, tạo nghiệp, chấp ngã. Nó mất đi cái gì trong ba thân của mình. Cái báo thân của mình không được viên mãn trọn vẹn. Mà ngược lại với báo thân chính là nghiệp chướng của mình mỗi ngày mỗi sâu dày. Đã cố gắng chỉ cần một tu vào lúc nào? Hiện tại. Một niệm hiện tại thôi. Đó là cái rất là ưu việt của Thiền Tông, hay nói chung là của Phật giáo. Và ở đây chúng tôi cũng xin mở thêm một chỗ nữa. Vậy nếu Tịnh Độ Tông niệm Phật có tu được không? Được. Bằng câu niệm Phật quý vị cũng phải điều tâm giống như Thiền Tông, nhưng giống như mình còn nhờ một phương tiện của câu niệm Phật. Đã. Để rồi cuối cùng khi cái duyên mà tu niệm Phật, chúng tôi cũng đọc rất kỹ quyển Di Đà Sớ Giải thì phải, để chúng ta biết rằng cuối cùng thiền cũng gặp tịnh độ ở chỗ gọi là cái gì, cuối cùng là thật tướng niệm Phật, thật tướng. Xin kết thúc buổi học, chúc tất cả huynh đệ cố gắng đi đứng nằm ngồi quy tâm, quy chân, rồi từ từ tất cả đều thành tựu ngay trong cái giây phút này, giây phút mà mình tĩnh lặng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh
trọn thành Phật đạo. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây ở điểm.